Ôi, chào tất cả mọi người nhé. Đây là con ông cái hay còn gọi là con ông chúa đây, con ông cái hay con chúa đây. Thì mình sẽ cho vào trong lồng này để nó phối nha. Đó, nó đang vào lồng rồi. Và tôi sẽ bắt một con. Ông đực khỏe vào trong này nhé, không được dùng tay bắt thôi. Con đực thì nó không biết đốt, nó không có cái ngồi đốt nên là mình có thể cần được nha, không có ngồi đốt nên mình có thể cần được mọi người nhé. Sẽ cho vào trong này để nó phối mọi người xem nhé. Ok, đang chờ nó. Không biết làm việc sao.
nó